Xin chào các bạn, là Cúc Béo đây. Hôm nay thì mình xin chia sẻ thêm với các bạn một món canh ngon nữa. Đó là canh cải song Nhật nấu với thịt bằm. Món canh này thì ngoài hương vị thơm ngon, dễ thực hiện thì nó còn rất tốt cho sức khỏe đấy ạ. Nguyên liệu để nấu canh cho 3 người ăn thì hôm nay mình đã chuẩn bị gồm có 300g rau cải song, 200g thịt bằm, hành khô cùng với các gia vị nêm nếm thông thường ạ. Đầu tiên thì mình sẽ ướp thịt bằm cùng với một chút gia vị cho thịt được đậm thơm trước khi nấu canh. Thì với 200g thịt thì mình ướp cùng với một thìa cà phê bột nêm, một thìa cà phê nước mắm. Thường thì khi nấu canh hay là cuốn chả thì mình sẽ sử dụng thịt nạc vai thì nó có cái độ ngậy, mềm, không bị khô. Mình sẽ trộn đều và để thịt thấm gia vị trong khoảng 10 đến 15 phút ạ. Đối với cải song Nhật thì mình sẽ nhặt lấy những ngọn non và ngắt bỏ cùng cuộn già cứng đi. Cải song thì nó còn có tên gọi khác là xà lách song và phổ biến thì nó gồm có hai loại là cải song Nhật thì nó có cái màu tía và tím như thế này, ngọn nhỏ hơn và trồng ở trên cạn. Còn một loại nữa là cải song xanh thì nó có lá xanh đậm, thân xanh sáng và nó to hơn song Nhật, sinh trưởng thủy canh ở dưới nước. Hai loại cải song này thì nó đều chứa nhiều giá trị dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Thì các bạn cũng có thể tham khảo thông tin về loại rau này qua bài viết mình có chia sẻ trên trang blog cucbeo.com nhé. Rau cải song sau khi nhặt xong thì mình sẽ rửa qua và ngâm nước muối loãng trong khoảng 4 đến 5 phút rồi mình vớt ra rửa lại cho sạch, để ráo nước rồi mình thái nhỏ để nấu canh. Hành khô sau khi bóc vỏ thì các bạn có thể thái bát mỏng hoặc là băm nhỏ tùy ý nhé. Và sau khi các nguyên liệu đã sơ chế xong rồi thì mình sẽ nấu canh. Thì đầu tiên mình sẽ cho khoảng hơn 1 thìa canh dầu ăn vào nồi. Làm nóng dầu thì mình sẽ phi thơm hành khô. Và khi hành đã vàng thơm thì mình sẽ cho thịt bằm vào để xào. Mình hạ nhỏ lửa xuống một chút để cho thịt bằm nó không bị cháy và dính vào dưới đáy nồi. Mình sẽ xào đến khi mà thịt chín, nó không còn màu đỏ nữa thì mình sẽ đổ nước vào để nấu canh. Thì lượng nước cho 3 người ăn thì trung bình khoảng 1,2 đến 1,5 lít nước. Cải song Nhật non nên là nấu nhanh, mình sẽ không xào qua cùng với thịt như khi mà mình nấu canh rau dền hay là nấu canh rau ngót ạ. Mình sẽ tăng nhiệt độ để cho nước canh sôi và khi nước canh đã sôi rồi này thì mình sẽ cho rau cải song vào để khuấy đều và hớt bọt cho nước canh nó được trong. Khi nước canh bùng sôi trở lại thì mình sẽ nêm nếm gia vị vừa ăn gồm có bột canh, bột nêm, bột ngọt và một chút xíu nước mắm cho canh được dậy mùi thơm. Và sau khi đã nêm nếm xong thì mình sẽ tắt bếp và múc canh ra bát và thưởng thức. Cải song Nhật nấu canh thịt bằm thì thơm, hương vị thanh ngọt, ăn kèm cùng với thịt rang hay là cá muối thì đều rất ngon và đưa cơm. Món canh này thì rất tốt cho sức khỏe như là tác dụng giải nhiệt này, tốt cho tim mạch, gan, bổ mắt và giảm mệt mỏi. Hy vọng với video này thì các bạn sẽ có thêm gợi ý một món canh ngon nữa cho bữa cơm gia đình. Và nếu như thích cách làm này thì các bạn hãy nhấn like để ủng hộ cho mình nhé. Và nhấn nút đăng ký để chúng ta lại được gặp nhau trong những video tiếp theo. Ngoài video thì các bạn cũng có thể ghé qua trang blog của mình là cucbeo.com để có thể tham khảo cách làm nhiều món ăn hấp dẫn khác nữa. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại nhé.